Kính thưa quý vị và các bạn, nhà công vụ, một vấn đề không phải là mới, nhưng rất được quan tâm bởi nó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của giáo viên, đặc biệt là ở những huyện có nhiều giáo viên từ nơi khác đến giảng dạy và những địa bàn ở vùng sâu vùng xa. Tại tỉnh Quảng Trị, hơn 10 năm trước đã có hàng ngàn nhà ở công vụ cho giáo viên đã được xây dựng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, cùng với tiến trình phát triển kinh tế xã hội nói chung, sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng, trong đó có việc phát triển cơ sở vật chất luôn được chính quyền các cấp quan tâm. Tuy vậy, hiện nay tại một số địa bàn miền núi, nhà công vụ cho giáo viên vẫn còn thiếu và chưa đảm bảo, bởi bên cạnh nỗ lực thì vẫn còn nhiều vướng mắc trở ngại. Vậy vấn đề nhà ở công vụ cho giáo viên vùng khó của Quảng Trị được quan tâm như thế nào? Những giải pháp nào được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn? Đó là nội dung chúng tôi sẽ cùng bàn luận trong chương trình gặp gỡ đối thoại kỳ này cùng với khách mời của chương trình là tiến sĩ nhà giáo ưu tú Lê Thị Hương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ nhà giáo ưu tú Lê Thị Hương đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Và kính thưa quý vị, trước khi đến với cuộc trao đổi với khách mời tại trường quay hôm nay, xin mời nhà giáo tiến sĩ Lê Thị Hương cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự tổng hợp sau đây. Điểm trường Trại Cả thuộc trường tiểu học Tà Long, huyện Ta Ca Rông có 82 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Ở đây có 6 giáo viên đang công tác, chủ yếu từ miền xuôi lên. Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dương từ miền quê Triệu Phong lên công tác ở mảnh đất Ta Ca Rông đã hơn 13 năm và cũng đã gắn bó tại điểm trường Trại Cả hơn 10 năm qua. Hiện tại gia đình cô Dương đang sinh sống tại quê nhà. Vậy là cứ thứ hai hàng tuần, cô Dương cùng đồng nghiệp có mặt tại điểm trường và thứ 6 lại xuôi về với gia đình. Khi chưa có nhà công vụ, đời sống sinh hoạt của giáo viên vùng cao nói chung là vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Nhưng hạnh phúc thay, năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cho điểm trường Trại Cả nhà công vụ gồm 3 phòng ở, sạch đẹp, kiên cố. Đây là nguồn động viên to lớn và cũng là niềm mơ ước của bao giáo viên vùng cao. Đầu tháng 9 năm 2023 thì chúng tôi được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho chúng tôi 3 phòng ở rất là kiên cố và tiện nghi. Thì từ đây chúng tôi đã ổn định về nơi ăn chỗ ở và rất là an tâm công tác. Chúng tôi cũng rất là biết ơn đến Liên đoàn Lao động tỉnh đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho những giáo viên vùng cao như chúng tôi. Hiện nay trên địa bàn huyện Ta Ca Rông có 38 trường học và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Huyện có 1.304 viên chức và người hợp đồng lao động, trong đó có 1.174 biên chế. Theo thống kê của huyện Ta Ca Rông, nếu như năm 2013 toàn huyện có 206 nhà công vụ, thì đến năm 2023 có 262 nhà. Trong giai đoạn 2013-2023, huyện Ta Ca Rông đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện công tác xã hội hóa về đầu tư xây dựng và kiên cố hóa trường lớp học, và đặc biệt là nhà công vụ cho giáo viên. Một số vùng khó khăn trên địa bàn huyện Ta Ca Rông đã được hỗ trợ từ cả cấp các ngành để xây dựng nhà công vụ, qua đó có phần nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên. Sau khi là cái chương trình nhà công vụ của cấp trên là đầu tư xây dựng cho trường á, thì cái đội ngũ cán bộ giáo viên là yên tâm công tác, có cái chỗ ở ổn định và rất là thuận lợi cho vấn đề sinh hoạt của các thầy cô giáo trong vấn đề dạy cho các cháu học sinh trên địa bàn của xã. Có thể thấy nhu cầu được dạy học ở nơi có điều kiện tốt là điều kiện chiến thắng cho mỗi giáo viên. Lúc đó họ thêm yêu nghề, yêu mảnh đất nơi họ công tác. An cư lạc nghiệp có thể coi là giải pháp để giữ chân giáo viên gắn bó với giáo dục, góp phần vào sự phát triển toàn diện, hướng đến sự phát triển lâu dài, bền vững của nền giáo dục. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông, nơi mà điều kiện sống vốn dĩ đã có rất nhiều khó khăn, thì vấn đề phát triển cơ sở vật chất đã được các cấp ngành quan tâm tạo điều kiện để các thầy cô giáo nơi đây yên tâm gắn bó với nghề. Vâng, thưa tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương, vậy thì nhà công vụ có ý nghĩa như thế nào đối với các thầy cô giáo đang công tác ở địa bàn vùng khó, vùng sâu, vùng xa ạ? Như chúng ta đã biết thì các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo và nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng sâu vùng xa thì đều được đến từ các cái địa phương khác, và với cái đặc thù là các huyện miền núi, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại cũng rất là khó khăn và thường bị chia cắt vào mùa mưa thì các thầy cô không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được, đặc biệt là những điểm trường lẻ.
và đa số các thầy cô công tác ở vùng khó, vùng sâu, vùng xa thì cần có một nơi ăn chỗ ở ổn định để sau những giờ giảng bài vất vả ở trên lớp thì có nơi để nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị các cái bài giảng cho những giờ giảng tiếp theo. Chính vì vậy mà nhà công vụ của giáo viên có một cái vai trò và một ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho các giáo viên giảm bớt cái nỗi lo về điều kiện đi lại, có cái không gian để nghỉ ngơi soạn bài, có cái điều kiện để chăm sóc gia đình, nhất là đối với những giáo viên có con nhỏ. Và đây cũng chính là một cái nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để các thầy cô yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở miền núi và đặc biệt là góp phần để nâng cao chất lượng giáo dục ở từng địa phương nói riêng và giáo dục của chung của tỉnh nhà. Vâng ạ, trong những năm qua thì đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ giáo viên luôn được quan tâm, chú trọng. Trong đó, công tác xây dựng, bố trí nhà công vụ cho các giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã được quan tâm như thế nào và đạt được hiệu quả ra sao ạ? Thưa tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương. Xác định được cái vai trò và tầm quan trọng của nhà công vụ đối với đội ngũ các bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cái đơn vị trường học thì trong những năm qua thì từ chính phủ trung ương đến địa phương của tỉnh Quảng Trị cũng rất là quan tâm đến vấn đề này. Đối với chính phủ thì đã phê duyệt các cái đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trong giai đoạn từ 2008-2012 rồi 2014-2015 lộ trình đến năm 2020. Và nhờ cái việc triển khai các cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đầu tư xây dựng được 533 phòng công vụ cho giáo viên, giải quyết được một phần khó khăn cho các cái đơn vị cơ sở trường học và đặc biệt là đối với đội ngũ các thầy cô giáo và nhân viên. Thì trên cái cơ sở tình hình thực trạng của địa phương Quảng Trị thì năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết số 168 về xây dựng đề án xây dựng nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh. Và theo đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết 66 để triển khai thực hiện cái nghị quyết 168 này và để xây dựng 399 cái phòng công vụ cho giáo viên ở vùng khó khăn. Và đến tại thời điểm này thì cái nghị quyết đã triển khai được đến 50% và xây dựng được 117 phòng với tổng số kinh phí là lên đến hơn 20 tỷ đồng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà giáo tiến sĩ Lê Thị Hương. Kính thưa quý vị, rõ ràng thì trong thời gian qua, các cấp ngành rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các công trình nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên ở vùng khó. Tuy vậy thì do một số nguyên nhân cho nên chưa thể xử lý triệt để việc hoàn thành nhà công vụ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự sau đây. Mùa gieo chữ năm học mới đã đi qua gần nửa chặng đường. Bên cạnh những gương mặt hồn nhiên của học trò, chúng tôi bắt gặp những nỗi niềm trăn trở của thầy cô giáo đang công tác tại các bản làng xa xôi, heo hụt núi. Trong căn phòng nhỏ nằm bên bậc thang bù chừng vài mét vuông mà chúng tôi chứng kiến là nơi nghỉ ngơi của gần chục giáo viên nữ của trường tiểu học Pa Nang. Và phía trên tầng 2 là dãy nhà nơi dành cho những cán bộ giáo viên nam. Nói là căn phòng, nhưng thực chất đó là phòng đời của giáo viên. Có lẽ chưa đúng với quy định của ngành, nhưng vì không có cách nào khác, nên nhà trường cũng chỉ biết tận dụng những gì có thể để chăm lo đời sống cho giáo viên. Cùng chung hoàn cảnh như những giáo viên khác là cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mỹ Liên. Cô Liên Linh công tác tại trường tiểu học Pa Nang, huyện Đa Ca Rông đến nay cũng trên 10 năm. Hàng ngày, cô giáo này phải miệt mài đến trường với quãng đường trên 30 km. Giờ nghỉ trưa quen thuộc của cô Liên là trên chiếc giường xếp đặt ở một góc ngay trong lớp học. Em đi ra ở đây nhà xa mà em không có chỗ ăn chỗ ở. Mà trường hợp giống như em con nhỏ thì em phải vì không có chỗ ở không đưa con lên được nên là em phải chạy đến chạy về hàng ngày. Nên là đặc biệt là mùa mưa này là rất là vất vả. Vậy thế mà giống có những ngày mà bọn em ở lại buổi trưa khi mà dạy cả ngày thì phải bởi cơm theo và chuẩn bị thêm sẵn giường xếp đồ để mà ngủ lại ở trong lớp. Và thì qua đây thì em cũng mong muốn là có được một nhà công vụ để cho bọn em ổn định hơn cho cái việc ăn ở và yên tâm công tác hơn ạ. Trường tiểu học Pa Nang, huyện Đa Ca Rông có 5 điểm trường gồm 25 lớp với tổng số học sinh 416 em. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên 46 người, chủ yếu là từ đồng bằng lên công tác.
Phòng ở cho giáo viên của nhà trường hiện có 8 phòng, nhưng có 2 phòng đã xuống cấp. Trường nằm ở khu vực biên giới, địa hình đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Và với số lượng giáo viên hiện tại, nhà trường cần đến 16 phòng thì mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, ăn ở, nghỉ ngơi cho đội ngũ giáo viên. Trước khó khăn đó, nhà trường cũng đã quy hoạch một phần đất để sẵn sàng xây dựng khi có nguồn vốn. Nhu cầu là thiện thực, cấp bách và cấp thiết, nhưng vì điều kiện khó khăn chung nên nhu cầu về một mái nhà công vụ vẫn đang là một giấc mơ. Cái vấn đề xây dựng nhà công vụ và nhà ở công vụ cho giáo viên là một cái điều rất là cần thiết. Thì ở đây là vùng cái xã vùng điều kiện xã hội có cái vùng đây điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì nhà trường cũng mong muốn các cấp chính quyền về lãnh đạo của ngành liên đoàn lao động của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện và quan tâm giúp đỡ cho nhà trường để thực hiện tốt cái việc nhà ở công vụ cho giáo viên. Năm học 2024-2025, nhu cầu về nhà ở công vụ dành cho giáo viên của huyện Đắk Rông là 60 phòng với mức đầu tư khoảng 9 tỷ đồng. Là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nguồn ngân sách của địa phương chưa đảm bảo, nên hơn lúc nào hết, huyện Đắk Rông tiếp tục cần được sự hỗ trợ nhiều hơn, kịp thời của các cấp các ngành, sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đối với sự nghiệp trọng người. Thưa nhà giáo tiến sĩ Lê Thị Hương, đó là một số thực trạng của tại một số điểm trường hiện nay. Tình trạng không có nhà công vụ cho giáo viên đã trở thành một trở ngại lớn cho quá trình giảng dạy của giáo viên vùng khó. Vậy thì nhà giáo tiến sĩ Lê Thị Hương có suy nghĩ gì sau khi mà theo dõi phóng sự vừa rồi ạ? Trên cái cơ sở thực trạng của cái nhà công vụ giáo viên ở các cái địa bàn vùng núi, vùng xa xôi của tỉnh Quảng Trị thì có rất là nhiều cơ sở giáo dục hiện nay là còn thiếu nhà công vụ, hoặc thậm chí có những nơi là không có nhà công vụ cho giáo viên. Điều này nó trở thành một cái sự trăn trở của các cán bộ quản lý, của không những là ngành giáo dục đào tạo mà của các ban ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chính vì vậy thì cần có một cái sự quan tâm, có một cái lộ trình đầu tư để đảm bảo các cái điều kiện cho giáo viên, cho nhân viên ở các trường học vùng sâu vùng xa có cái điều kiện tốt hơn để yên tâm công tác. Vâng, được biết là không chỉ ở huyện Đắk Rông mà trên địa bàn huyện Hướng Hóa cũng đang trong tình trạng thiếu nhà công vụ cho giáo viên. Vậy thì nguyên nhân là do đâu ạ? Cũng có nhiều cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc mà thiếu nhà công vụ của các cái cơ sở giáo dục trên cái địa bàn vùng khó của tỉnh Quảng Trị nói chung và đối với địa bàn Hướng Hóa nói riêng. Thì cái nguyên nhân đầu tiên có thể nói là cái nhu cầu nhà công vụ của giáo viên thì ngày càng tăng do cái quy mô trường lớp ngày càng phát triển. Cái thứ hai nữa là trong cái điều kiện hiện nay thì cái kinh phí cũng là một cái cản trở rất là lớn trong việc đầu tư xây dựng. Cái nhu cầu việc đầu tư nhà công vụ thì lớn, nhưng mà điều kiện và nguồn lực phân bổ thì nó cũng còn rất là hạn chế. Thì đối với cái giai đoạn từ 21 đến 25 thì cái bố trí vốn để mà thực hiện cái nghị quyết 168 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì hiện nay mới chỉ đạt được là khoảng là hơn 40% so với kế hoạch đặt ra. Rồi cả cái nguồn vốn trong cái chương trình mục tiêu và chương trình ngân sách tỉnh thì cũng đạt khoảng là hơn 40%. Còn cả cái nguồn lực mà xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để mà huy động xây dựng nhà công vụ thì mới chỉ đạt khoảng chưa đến 40%. Cái thứ ba nữa là một số cái địa phương thì cũng chưa có cái giải pháp huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để đóng góp của các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm và các cái nguồn huy động hợp pháp trong cái đầu tư xây dựng nhà công vụ. Và trong cái tình hình trong những năm vừa qua thì cái tình hình dịch bệnh rồi thiên tai cho nên dẫn đến các cái doanh nghiệp ở địa phương cũng như trên toàn quốc cũng có những khó khăn, cho nên công tác vận động xã hội hóa cũng có những ảnh hưởng nhất định trên địa bàn tỉnh. Vâng, như nhà giáo tiến sĩ Lê Thị Hương vừa chia sẻ thì vấn đề kinh phí và quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên cũng là những lý do chính dẫn đến vấn đề thiếu nhà công vụ cho giáo viên ở các địa bàn vùng khó, vùng sâu, vùng xa. Và một thực tế tại một số địa phương, các công trình được xây dựng nhiều năm về trước, sau một thời gian sử dụng cũng đã bị xuống cấp, không còn phù hợp nữa. Cùng với đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên thì các trường còn tích cực vận động các nguồn lực khác hỗ trợ xây dựng nhà công vụ.
Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ có những giải pháp cụ thể nào để giải quyết vấn đề này ạ, thưa nhà giáo tiến sĩ Lê Thị Hương? Để giải quyết cái vấn đề khó khăn trong cái việc xây dựng nhà công vụ cho giáo viên á, thì đối với ngành chúng tôi đã tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cái nghị quyết rồi các cái kế hoạch cụ thể để triển khai. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung trong cái việc tham mưu để đảm bảo cái nguồn lực để mà triển khai thực hiện cái nghị quyết này đạt 100% trong năm 2025. Đó là 50% phải được bố trí từ các cái chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách tỉnh và 50% sẽ thực hiện xã hội hóa. Cái thứ hai nữa là sẽ phối hợp với các ngành, đặc biệt là ngành kế hoạch đầu tư, tài chính, để mà ra soát các cái nguồn lực và bố trí cái việc đầu tư trong cái nguồn đầu tư công trung hạn trong cái giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó thì sẽ phối hợp với chính quyền địa phương ở các huyện, thị xã, thành phố để mà huy động nguồn lực của địa phương, chính quyền địa phương để mà tranh thủ các cái nguồn lực khác trong lồng ghép các cái chương trình mục tiêu để mà huy động để xây dựng những nhà công vụ cho giáo viên. Bên cạnh đó thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tham mưu cho Ủy ban trong việc đưa ra các cái chương trình rồi các cái nguồn lực để mà thực hiện xã hội hóa, trong đó có cái ưu tiên để các đơn vị đỡ đầu cho các cái cơ sở giáo dục ở các địa bàn vùng khó, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cái đơn vị trường học có cái tuyên truyền vận động để mà huy động các cái nguồn lực hợp pháp khác trong thực hiện xây dựng cái nhà công vụ cho giáo viên, với cái mong muốn là trong cái thời gian sắp tới thì các cái thầy cô có đủ cái điều kiện nhà công vụ để an tâm công tác và phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục của ngành. Vâng ạ. Vậy thì với thực trạng như hiện nay thì về phía ngành giáo dục đào tạo có điều gì muốn chia sẻ gửi gắm đến các cấp các ngành không ạ? Để đạt được cái mong muốn của ngành và đặc biệt để mà giúp cho các thầy cô có thêm một cái động lực mới, một sự động viên mới trong cái việc yên tâm công tác ở vùng sâu vùng xa, nỗ lực phấn đấu vì cái sự nghiệp giáo dục của ngành, thì chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được cái sự quan tâm lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, đoàn thể trong cái việc huy động các nguồn lực, trong việc kêu gọi các cái nguồn lực đầu tư để mà xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn chính quyền các địa phương, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với ngành giáo dục đào tạo để mà huy động được các cái nguồn lực đầu tư khác để triển khai thực hiện cái việc xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, đặc biệt là trong việc lồng ghép các cái nguồn lực trong ba cái chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn. Và chúng tôi cũng kính đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục quan tâm để giám sát việc triển khai thực hiện cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để giúp cho cái kế hoạch cũng như tiến độ triển khai cái nghị quyết này hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra. Vâng, và thưa tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì tiến sĩ có điều gì muốn nhắn gửi đến các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo đang công tác tại các địa bàn vùng khó trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không ạ? Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin gửi đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo và nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục đào tạo lời biết ơn trân trọng, sự tri ân sâu sắc vì những đóng góp của thầy cô, của đội ngũ đối với sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo. Đặc biệt là xin được chia sẻ về những khó khăn vất vả, xin tri ân những cống hiến, những hy sinh thầm lặng của đội ngũ các thầy cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh, vì sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và có những cống hiến đóng góp quan trọng cho sự phát triển đi lên của giáo dục vùng khó nói riêng và giáo dục Quảng Trị nói chung. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương. Và nhân đây, những người thực hiện chương trình kính chúc tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương, quý thầy cô giáo và các anh chị đang công tác trong ngành giáo dục thật nhiều sức khỏe. Chúc các thầy cô vượt qua mọi khó khăn, luôn đủ tâm, trí, lực để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người cao cả vĩ đại này. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.